Hello, mình xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi vô trong cái tiệm Mango Tropical ở trên Garland nha các bạn. Ở trong đây bán trái cây, đặc biệt là mình thích dừa tươi bán rẻ mà lại ngon nữa. Bây giờ các bạn cùng mình đi vô bên trong nha. Mới vừa bước vô cửa, cái bảng giá sale rất là nhiều đồ luôn nha các bạn. Chuối sứ ở đây mình nhìn thấy rất là tươi luôn. Một phao một đồng, trái to thiệt là to. Cái màu chín rất là đẹp. Qua cái hàng đồ đông lạnh này, đồ của Việt Nam á các bạn, rất tuyệt vời luôn các bạn ơi. Toàn những món đặc sản mình yêu thích. Đây là sầu huyết nè các bạn. Sầu huyết này rất là ngon luôn. Kế tiếp nữa là mình thích cái món ốc mà nè các bạn, ốc sốt tiêu á, rất là ngon, tiêu đen thơm. Tiêu nhiều, ăn nước ngọt cay cay. Mình rất là thích ăn cái ốc này nha các bạn. Mình sẽ lấy một hộp. Mẹ mình cũng thích cái ốc này luôn. Nếu mà ông bà cô chú và các bạn mà có dịp đi lên Garland thì nhớ ghé cái quán này ông bà cô chú. Để mình đi mình mua mẹ ăn nhiều lần, mình thấy nhiều món nó giống như là mình đang ở Việt Nam vậy đó các bạn. Bán rất là nhiều món của Việt Nam của mình, nên mình mua thì mình chia sẻ thôi chứ không có quảng cáo gì ở đây hết trơn nha các bạn ơi. Giống như mình lên đây đi thì mình thích cái nào thì mình mua cái đó. Ở trên cái bảng giá để là bảng giá ốc. Ôi, ở cá với ốc luôn các bạn ơi. Ở trên là để giá ốc nhưng mà ở đây có cá nữa nè. Người xuống đây mới ốc. Đủ loại đủ size. Đây nè các bạn, ốc là dưới đây, còn ở trên là cá. Các bạn nhìn hộ mình đi nha. Rồi, mình sẽ lấy một hộp lươn kho xả ớt nha các bạn. Rồi lươn xào ớt, hến xào ớt chứ. Lươn kho xả ớt này mình rất là thích luôn. Khỏi cần đi Việt Nam. Nước chấm 7 đồng một chai. Nấm mối kho 13 đồng một hộp. Nấm mối này mình chưa có ăn luôn á các bạn. Nghe nói nó ngon lắm nhưng mà mình chưa có ăn. Có cả canh khổ qua nhồi cá thắt lát luôn á các bạn. Nói chung ra là mình thấy ở trên cái chợ này có cháo hào luôn rồi các bạn ơi. Wow, toàn là đặc sản Việt Nam không à, toàn món ngon. Còn đồ ăn giặt thì quá chừng luôn. Bánh tráng trộn đủ loại hết. Khô mực nữa. Khô mực này con mình cũng rất là thích luôn. Mắm ruốc luôn nè các bạn. Mắm ruốc ăn liền luôn nè. Wow, nhiều quá. Nhưng mà mình thích cái gì. Nước chấm thần thánh ở đây các bạn. Ở đây cũng có luôn. Với lại cái chao này nè, cái chao này mình thấy nó cũng lạ nhưng mà cái muối nhìn thấy nó ngon quá nè. Thường thường á các bạn mua chao mà mua cái chao nó nổi lên gì đầy là đã ăn được rồi, nó sẽ ngon nha các bạn. Quá chừng được luôn. Thanh long tím này nè các bạn, ăn rất là ngon luôn á. Cái này cho 9 đồng một trái mà trái mình thấy cũng to. Dưới đây thì mít nó vàng ôm luôn. Có tắc tươi luôn nha bà con ơi. Ổi ruột đỏ này 8 đồng 99 một phao. Ổi ruột đỏ này mùa này rất là ngọt nha các bạn, mình có ăn rồi. Ngon lắm. Đây có tắc luôn. Cái này là miễn cầu của Việt Nam mình mà cái loại trái to, miễn cầu gai đó các bạn, ở trong cái hộp này nè. Ăn rất là ngon, muối to lắm. Ở đây cũng có bánh bía bị loại bịch lớn luôn. Ở đây đồ ăn giặt mình thấy rất là nhiều, mình quay cho các bạn xem. Có cá đù nè, cá đù cháy tỏi, rồi mực. Các bạn ơi, cháu nó chào. Chào cháu. Hôm nay mình sẽ tới tiệm Mango Tropical. Hôm nay đặc biệt đó các bạn, là sầu riêng bao ăn khui ra ngon, mình mới lấy, còn không ngon thì chủ sẽ đổi lại cho mình trái khác nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kêu chủ khui cho mình một trái sầu riêng ăn thử với mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ lựa trái này, coi chủ khui ra có ngon hay không. Các bạn thấy nè, cái trái sầu riêng của mình lựa nè các bạn. Cái màu vàng ôm luôn. Cái này là mình lựa ngẫu nhiên luôn, mình lựa chứ không phải chủ lựa nha. Nhìn ngon quá. Với một khi mà chủ đã lên tiếng bao ăn rồi thì mình nghĩ chắc trái nào cũng ngon đó các bạn. Cho nên chủ người ta mới dám để cái tên ở trước là bao ăn không ngon người ta trả lại. Nhưng mà thực sự là ngon lắm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đợi chị chủ khui xong mình ăn thử tại đây luôn nha. Cái trái này mình tính tiền là 30 đồng nha các bạn.
Rồi mình mời các bạn ăn với mình nha. Bảo thơm quá chừng luôn à. Rất là ngon luôn các bạn. Mềm, ngọt, với lại nó không sượng. Hồi nãy giờ mình quên nói sầu riêng này là sầu riêng sáu ghi, rất là tuyệt vời. Nếu như mà gia đình người thân thích ăn thì các bạn nên đi mua sầu riêng ở đây đi các bạn. Sầu riêng muối nào muối nấy tròn quay. Ở chỗ này mình thấy cũng đông, nãy giờ mình thấy khách đi vô đi ra mua đồ ăn Việt Nam của mình rất là nhiều. Ở trong đây những món ngon này mẹ mình rất là thích. Cái món mà mẹ mình yêu thích nhất đó là món dừa tươi nha các bạn. Nhưng mà mình đi nhiều chợ thì chợ có chỗ bán 5 đồng, 6 đồng. Đặc biệt riêng cái chỗ này bán dừa tươi trái lớn chỉ có 3 đồng. Bây giờ mình sẽ chặt hai trái mình review cho các bạn xem cái trái dừa ở chỗ này bán rất là ngon. Dừa quá ngon luôn. Với lại giá nó rẻ cho nên là mình mới review á. Giống như mình làm một cái gì mình thấy nó ok mình mới quay video. Còn nó không có ok mình không có video. Các bạn thấy dừa nó ngon không? Thường thường ở đây á, mà mình mua dừa tươi mấy cái trái mà người ta gọt vỏ rồi á, các bạn để ý đi về cái nước nó vàng khè, uống nó không có ngon. Mà các bạn mua cái này đi, về cho gia đình nè. Cái này các bạn thấy cái cháo của nó không? Quá trời ngon luôn. Mình nhìn cái này là mình biết cái nước nó the á. Nước dừa mà uống the the ngon lắm. À, các bạn coi cái cháo của cái trái dừa nè. Rồi. Cháo của nó ăn béo dễ sợ luôn. Mình sẽ đổ vô trong cái cống này nha các bạn. Hôm nay mình chặt hai trái mình đem ra đây hai cái cống. Đây, đổ nước dừa vô cống. Úp lên đây. Rồi. Chút qua vậy nè. À, cái trái này nước không được nhiều ha. Nước không được nhiều nhưng mà được có cái dừa thì tùy theo trái các bạn. Trái nước ít nước nhiều nhưng mà quan trọng nhất là cái nước nó ngon. Với hai nữa cái cái của nó đó. Rồi mình ăn sống thì mình ăn, còn cái trái nào mà nó hơi cứng mình bào mình làm mứt các bạn rất là ngon luôn. Đây nữa các bạn. Cái cháo dừa nè. Cái cháo này các bạn muốn ăn sống thì ăn, còn các bạn muốn ngào đường đó, cũng ngon luôn. Cái này mình mua trái dừa có 3 thằng bạc. Cái này quá rẻ luôn á, mình đi có chỗ bán 5 đồng 99, 4 đồng 99 mà này chỗ này bán có 3 đồng mà các bạn. Cho nên là các bạn mà nhà mà thích mua dưỡng nước ấy, thì nên đi cái chỗ này nha các bạn. Giống như mình review ấy, là mình nói thật lòng ấy, cái nào ngon là mình nói, còn không ngon là mình không có quay mình bỏ lên đâu. Bây giờ mình chặt trái thứ hai trái nhưng mà trái non trái già nha các bạn ơi. Mình thay đổi rồi. Wow, sao cái trái này nhiều nước quá, nó chàng ra luôn rồi, ngộ thiệt luôn á. Ô, mình tích cố mình đổ ra mình nó đầy rồi các bạn ơi. Cái trái này nó nhiều nước quá bởi vì cái dừa nó ngộ vậy đó các bạn. Có đôi lúc cái trái thì nó ít nước, cái trái này nó quá nhiều nước luôn. Mình gót cái này hơi bị lố tay rồi, đổ qua đây. Wow, trái này quá nhiều nước luôn. Rồi. Mình để cái này xuống đây. Mình đậy cái này lại. Mình đậy cái hũ này lại. Ôi, cái trái này nó non hơn rồi, nó nhiều quá trời nước luôn. Wow. Cái này các bạn, hai trái dừa mà một cống này với thêm như đây luôn. Trái thứ nhất thì nó ít nước, trái thứ hai nó nhiều nước quá chừng. Trái này non hơn trái hồi nãy. Ở trong một bao dừa mà có trái non, trái này mới có cháo gián à. Đó, cho nên các bạn mua dừa này muốn ăn cháo gián cũng có, mà cháo dày cũng có nữa các bạn. Cái cháo này kia nè, nó mỏng à. Nếu các bạn có yêu thích uống nước dừa thì hãy tới đây mua nha. Đây nè các bạn, cái quán này tên là Mango Tropical nha các bạn. Mình để địa chỉ ở trên màn hình và số điện thoại. Nếu các bạn có muốn ăn trái cây tươi và những món đặc sản của Việt Nam thì hãy tới tiệm Mango Tropical nằm ở Garden Thắt Xịt của mình. Cuối clip xin kính chúc ông bà, cô chú, các bạn và các em luôn luôn thật nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại clip next time. Thank you. Bye bye.